Như vậy là ngay phía trước ống kính đây là một đôi xanh của anh chủ nhân là anh Quý Nhân. Một đôi xanh dáng huyền, trực huyền. Bài mái rất gọn gàng. Vâng. Vâng, có anh Quý Nhân. Tác phẩm đây là hàng chợ giao dịch, không phải cây triển lãm, nhưng mà cũng rất đẹp, cây giao dịch. Cây được bày ở phía xa này là những cây giao dịch, không nằm trong chương trình triển lãm nhưng mà vẫn trưng bày phía ngoài để khách tham quan thưởng ngoạn có thể giao lưu mua bán. Rất là đẹp. Hàng cây thương mại. Chương trình lễ ra mắt của câu lạc bộ nghệ thuật cây cảnh. Vâng, chúng ta xem một số tác phẩm rối thương mại. Kính mời quý vị đại biểu khách quý. Hàng thương mại. Xin mời các đồng chí thành viên của rất nhiều. Bộ chúng ta sẽ trở vào khu vực hội trường để chương trình được chuẩn bị bắt đầu. Và chúng tôi cũng xin được thông báo trước khi chương trình chính thức của buổi lễ ra mắt được diễn ra tại khu vực sân khấu cũng như tại hội trường. Sau đây xin mời tất cả các đơn vị có hoa để tặng chúc mừng cho chương trình. Xin mời các đại diện của các đơn vị sẽ gặp ban tổ chức để rất nhiều tác phẩm rối mini trong chương trình chúc mừng hôm nay. Cây này là cây được bày bán ở đây phía cánh gà phía ngoài, các nhà vườn mang đến để giao lưu. Vâng, có thể giao dịch mua bán cây bên ngoài này. Rất nhiều tác phẩm suối bonsai. Vâng, rất nhiều tác phẩm suối tôi cũng rất thích chơi suối. Biết đâu đi quay này lại học được một cái gì đó về cách chăm sóc suối ở đây. Khi mà chương trình khai mạc còn chưa bắt đầu thì tranh thủ quay một số video phía bên ngoài này để làm tư liệu. Đấy chưa? Dạ. Đã bị chưa? Vào để chuẩn bị chứ. Vâng. Tranh thủ quay một số tác phẩm. Chưa bác Đỗ Sinh ạ. Chưa. Ta tranh thủ làm tí cây
phía bên ngoài. Chưa cây thương mại bên ngoài. Rất nhiều. Vâng, tôi đi sâu vào cửa một chút nữa. Cây thương mại của nhà vườn Tín Vân. Vâng, cây thương mại nhà vườn của anh Tín Vân rất là đẹp. Tranh thủ lúc chưa khai mạc thì quay một chút cây của gia đình. Dạ, đây bác chủ vườn, xin phép bác chủ vườn dạ, vâng cho vâng, cháu quay cây gia đình mình một chút. Dạ. Đang quay tranh thủ quay một số tác phẩm to của gia đình. Đấy em nhớ là 209 đúng rồi. Vâng, đúng rồi. Đấy em nhớ là có lần cái này là cái đẹp nhất. À bằng cây này ạ. Vâng. Cái này đi nhìn thăng long ở đây. À. Chưa giả 2 tỷ 4 không bán anh. Cây ngay phía trước ống kính đây là lúc có đã đi nhìn thăng long rồi. Nhìn năm thăng long. Vâng. Đã trả 2 tỷ 4 mà gia chủ chưa bán. Bây giờ thì chẳng có giá đâu. Vâng vâng. Lúc đấy hả? Lúc nghìn năm thăng long. Vâng. Cây này. Cả những cây đại dương là các kiểu nó phải hết ạ. Vâng. Tiếc quá thời gian ở đây được ngắn quá không thể quay, làm sao mà quay hết được cái vườn bác được. Nhà tôi là một trong những vườn đỉnh nên mình đấy, một cá nhân là nhiều nhất đấy. Vâng. Đây toàn bộ của bác tôi nhé. Của bác đi rồi. Của bác. Tôi đấy, của tôi đấy. Các bạn ở đâu này? Đúng rồi. Rất giá trị, rất nhiều cây. Vâng, một cây này bác Tín Vân bảo là rất là tâm huyết cây này. Tôi sẽ quay kỹ cây này. Giống như vừa sập bà. Cái cây này ký lên cái hóa này nó quá là nghệ thuật. Các bạn ngồi trước đi mình vào. Đẹp từ đá lên cây. Từ đá lên cây. Quá nghệ thuật. Nó rất là mảnh mỏng. Vị trí ngồi nó quan trọng. Bác em có chịu nhất. Toàn cây nhà bác. Toàn cây nhiều cái rất là cây nhiều. Tác phẩm này là phụ thêu hòa hợp.
đang đi giải lắp nghiệm Thăng Long và để bày hoàn thành Thăng Long một năm đấy. Đấy, biết nhé, cái này. Để hoàn thành Thăng Long một năm, ngày ông Nguyễn Minh Chiết dịch trước là mượn lên trên bày một bộ đón 1.000 kiều bào về ăn Tết là bày trên Thăng Long một năm. Cây này đi đã đi giải lắp đâu đặt đây là bên Ninh Bình đây rồi chứ không phải là không về biển Ninh Bình. Cái thương hiệu của tỉnh Ninh Bình nhưng mà là cây này. Trong cây vùng quanh ông thấy cái cây này người ta đến đến đâu chỉ lãn là Ninh Bình quá khủng. Đây là cây Ninh Bình không thể làm được. Mặt đằng kia nó vui này. Đẹp quá. Wow. Cái tên vườn nhá. Dạ. Cái vâng vâng cháu quay, quay rồi ạ. Vâng. Vâng. Cây của bác làm sao mà nhầm với tên vườn nhà ai được. Cứ quay xem nào mình có địa chỉ mình xem đi gặp lại nhà mình. Dạ vâng vâng. Vâng đây. Chỉ vườn cây cảnh nha bác. Vâng. Để tôi phóng số điện thoại. Vâng. À, xin kết thúc video ở cái cây đặc biệt này.